Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ Lưu Quốc Bảo lại trở lại với chúng ta để cập nhật cho quý vị những cái thông tin đáng ghi nhận mới nhất về đại dịch COVID-19. Trước hết, Vân Anh xin chào bác sĩ Bảo. Chào chị và chào khán giả ở San Diego cũng như ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về phổi và đường hô hấp đang làm việc tại San Diego. Thưa bác sĩ, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì có một số quý vị khán giả sau khi coi cái chương trình của bác sĩ tuần trước thì có những cái câu hỏi sau đây. Vân Anh tổng tổng hợp cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất, đó là thưa bác sĩ Bảo, nghe nói là coronavirus là airborne, tức là có thể lơ lửng trong không khí. Như vậy có thật hay không? Và sống được bao lâu trong không khí? Và khi coronavirus ở trên những vật thể thì sống được bao lâu, thưa bác sĩ? Và trước khi trả lời câu hỏi cho hoàn toàn thì mình nên định nghĩa một một vài cái danh từ nó hơi bị người ta không hiểu rõ cho nên nó dễ bị hiểu lầm. Khi mình nói cái con virus này nó truyền như thế nào thì mình nói như mấy lần trước mình nói là nó người ta nhiễm truyền là tại vì nó qua đường hô hấp là như thế nào. Hô hấp là khi mình ho ra hoặc mình hắt xì ra hoặc rất như khi mình nói ra nó văng ra những cái giọt nước, cái đó gọi là droplets. Thì cái droplets á là cách mà cái con vi, vi siêu vi khuẩn này, con virus này nó di truyền từ một người qua một người khác, đó là cái cách quan quan trọng nhất. Khi mình nói á, là câu hỏi hỏi là cái con virus nó có bị airborne là nghĩa là khi nó bay trên không khí hay không đó, thì cái trường hợp đó có xảy ra nhưng mà rất là hiếm và trong một cái tình trạng khác, ví dụ như mình vào bệnh viện, mình nhập trong bệnh viện rồi trong bệnh viện người ta làm những cái thí nghiệm y học như là đặt những cái nội ống khí quản hoặc là làm xoay khí quản hoặc là người ta cho mình thở cái nebulizer. Tại cái việc làm trong y khoa nó sẽ làm cho cái bệnh nhân nó toát ra những cái droplet và sau và trong đó có những cái droplet nhỏ hơn nữa, thì cái con droplet nó nhỏ hơn á thì nó sẽ trở thành airborne. Trong khi mình ở người người ở ngoài đó, mình đi ngoài đường hoặc mình đi chợ, mình tiếp xúc với người thường đó, thì người ta ho, người ta hắt xì á, thì phần đông là những cái giọt nước nó ra nó lớn hơn 5 micron thì nó sẽ xuống và nó đọng ở trong trong phạm vi 2 mét. Rất là hiếm khi nào những cái giọt đó nó trở thành airborne, nghĩa là nó bay trên không khí và lơ lửng trong không khí được bao lâu, được một một thời gian nào đó, trừ khi trong cái khoảng cách nó nhỏ quá và rất là nhiều người ho hoặc là hắt xì hoặc là nó không có thoáng hơi trong một cái phòng nhỏ thì có thể mình sẽ bị nhiễm trùng trong cái trường hợp là cái con siêu vi khuẩn đó là airborne. Thì theo những cái thí nghiệm mà người ta đã làm và đã đăng ở trong tạp chí New England Journal of Medicine trong cuối tháng 3 thì cái con virus này nó có thể nó làm lơ lửng trong không khí cho tới vài tiếng đồng hồ, có thể tới 3 tiếng đồng hồ và có thể nó kéo dài hơn. Nhưng mà mình quan trọng á, mình phải để ý á, là đây là trong cái trường hợp làm thử nghiệm là trong một cái phòng không có không 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 khí, nó không có xuyên qua cái phòng nó phòng kín, thì trong cái phạm vi giới hạn đó thì người ta sẽ thấy là con vi khuẩn nó nằm trong không khí trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu như mình ở ngoài chợ hoặc là mình ở ngoài đường thì không khí nó lưu động thì cái trường hợp đó nó không có thể là giống nhau. Và mình phải nên chú ý một cái nữa là trong cái trường hợp mà làm thử nghiệm đó,
người ta tìm được cái con siêu vi nó nằm trong không khí hoặc nằm trong bát bàn, chưa chắc là những con đó nó sẽ mình sẽ đụng vào một cái số nó nhỏ quá, cho nên nhiều khi nó mình có khi mình thích mình đụng vào nó cũng chưa chắc là mình đã nhìn. Và Bị nhiễm có hả một bác sĩ? câu hỏi, có một câu hỏi mấy người hỏi là ví dụ như trên người ta lo là ví dụ như người ta order hàng hóa hoặc là dụng cụ Đúng trong rồi, gia đình, trong trong nhà rồi Amazon hoặc là người ta gửi tới trong cái thùng đồ đó, thì trên cái mặt của cái thùng đó thì cái con có con siêu vi khuẩn thì mình sẽ có bị nhiễm trùng hay không. Thì cũng trong cái thứ thử nghiệm vừa nói vừa rồi đó, thì nếu như mà cái con siêu vi khuẩn nó nằm trên carbon đó là cạc tông đó, thì nó có thể sống được trong vòng nó có thể mình không phải là sống nhưng mà nó có mình có thể tìm lại nó được trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nghĩa là người ta thử nghiệm đây không phải là live virus, người ta thử thử trong 24 tiếng đồng hồ thì nó trên cái mặt bàn nó còn cái còn có tìm được cái con siêu vi không, thì trên cái cạc tông thì trên 24 tiếng đồng hồ. Những cái người mà chuyên viên y khoa cộng đồng đó, public health đó, như ông Anthony Fauci chẳng hạn và mấy người khác người ta khuyên đó, thì mình đừng có nên lo mấy cái chuyện đó quá. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải rửa tay họ đều 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 đặn. Ví dụ như mình lấy hàng ở ngoài người ta deliver về, mình nếu mình lo thì mình đeo găng tay cũng được, không sao hết, mình gỡ ra đó. Xong rồi mình bỏ cái cà tông đi, sau mình trước khi mình đụng tới những cái hàng hóa phía trong đó thì mình rửa tay lại. Thì làm như vậy á, thì sẽ không tránh được là cái nhiễm trùng của con siêu vi khuẩn này. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, nói tóm lại là bác sĩ Lưu Quốc Bảo cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta giữ những cái bước như là rửa tay thật thường xuyên ở nhà, tránh đi ra ngoài, thì chúng ta đã giúp cho sự phòng ngừa của lây lan COVID-19, phải không bác sĩ? Vâng. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái tin tức về những cái triệu chứng cũng như là chữa trị bệnh như thế nào, thì chúng ta biết rằng COVID-19 hiện tại chưa có thuốc chủng ngừa cũng như là chưa có thuốc chữa trị và lây lan Vâng. rất là nhanh, do đó là trở thành một cái đại dịch trên toàn cầu. Và trong những ngày qua thì cả nhân loại đang chờ đợi một phép màu, đó là đang chờ đợi các nhà chuyên viên nghiên cứu làm sao để có thể tìm ra được cách chữa trị cũng như là thuốc chủng ngừa. Và trong những ngày qua đó, thưa bác sĩ Bảo, thì chúng ta cũng nghe tin tức cho biết là cũng đã có thuốc cũng như là cũng đã có những cái cách mà người ta tìm tìm hiểu ra. Tuy nhiên tất cả cũng đang ở trong vòng thử nghiệm và chưa chính thức được công bố, phải không bác sĩ? Thì thưa bác sĩ, quý vị khán thính giả, xin hỏi bác sĩ Bảo lần nói chuyện lần này, đó là được biết những người đã nhiễm COVID-19 và đã bình phục rồi, thì được biết là những cái người bệnh nhân đó nếu mà dùng máu của những người đó thì có thể chế ra một cái loại thuốc chữa bệnh cho COVID-19. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ? Cũng đúng nhưng mà không có hoàn toàn. Thì mình nhắc lại cái chuyện lần tuần trước mình nói là mình nói chuyện về thử nghiệm. Có hai cái mình nói, một là thử nghiệm về nucleic acid là RT-PCR, là mình dùng một cái swab mình bỏ vào mũi mình xoáy xong rồi cái thử nghiệm đó là thử nghiệm cho tìm cho được cái DNA cái RNA của con virus. Cái thí nghiệm thứ hai mình nói là về mình lấy giọt máu, và giọt máu đó mình tìm trong trong cái giọt máu đó nó có cái sức kháng thể, cái chất kháng thể nghĩa là antibody, là cái chất kháng thể đó là những cái protein của trong cơ thể mình nó làm ra khi mình bị nhiễm trùng. Thì cái chất kháng thể này á nó sẽ diệt được cái con siêu vi khuẩn đó. Khi mình lành bệnh rồi đó thì cái chất kháng thể đó nó sẽ lên cao trong 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 người mình. Trong máu mình nó có hai
phân loại màu đỏ đó là tại vì có hemoglobin, là những cái tế bào mà người thân thể mình đã dùng để mà đem oxygen vào trong người mình. Còn cái phần loại kia đó nó màu trắng là nó có nước và trong đó có rất nhiều cái thứ protein protein để mình động máu lại chẳng hạn, và trong đó nó cho có cái chất kháng thể trong đó. Thì khi mà mình bị bệnh mà mình đã bị bệnh đó, thì trong một tuần hoặc là vài tuần sau đó, trong người mình nó sẽ làm ra được những cái chất kháng thể đó, nó diệt được cái con vi vi khuẩn, con siêu vi khuẩn. Và sau này khi mình lành bệnh rồi á thì trong người mình nó có rất nhiều cái chất kháng thể đó. Thì cái chuyện mà dùng cái chất kháng thể này để mà chữa chữa bệnh đó thì nó không phải là mới. Thì y khoa đã làm như vậy cũng cả 100 năm rồi. Và những cái chuyện mà những cái dịch vừa trước, ví dụ như MERS chẳng hạn, thì đã có nhiều, không phải MERS mà là Ebola virus chẳng hạn, năm 2016, 15, 16, thì đã có người ta đã dùng những cái chuyện, cái kỹ thuật như vậy để mà chữa lành bệnh. Ngay cả những người bác sĩ đi làm ở bác sĩ Mỹ đi làm ở Phi Châu trở về bị bệnh thì người ta đã truyền, người ta gọi là convalescent serum, truyền cái serum đó và đã chữa lành bệnh những cái bác sĩ đó chẳng hạn. Và người ta đã dùng được kỹ thuật này để chữa cho bệnh trong SARS, trong SARS, trong mùa dịch trước như H1N1. Cho nên cái kỹ thuật này nó không phải là mới mẻ, nhưng mà nó không có dễ dàng, và không phải là ai bị bệnh cũng 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 phải là làm cũng phải làm cái kỹ thuật này. Thì tại vì thường thường đó người ta làm những cái kỹ thuật này trong lúc mà bệnh nặng, ví dụ như mình đã nằm trong ICU rồi, nằm trên ventilator, thì bệnh trở nặng rồi đó, thì người ta sẽ làm như vậy. Cái bài báo vừa rồi đây ở của Journal American Association là JAMA đó, là tuần tuần vừa rồi có đăng một bài, thì trong bài đó là kể ra chuyện là 5 người của Trung Quốc nằm ở bệnh viện Shenzhen. Bệnh viện Shenzhen đó là người ta dùng kỹ thuật này, người ta truyền serum cho 5 người đó, thì hết 4 người là khỏi bệnh. Cho nên nó có một cái tia hy vọng đó. Nhưng mà có rất nhiều khía cạnh là chưa có hiểu rõ được về cái chuyện này. Tại vì cái chuyện này thường thường trong khoa học đó, trong y học đó, thì mình làm thử nghiệm, mình có hai, nó gọi là hai two arms, là hai nhóm. Một nhóm á là cho chữa bệnh, còn một nhóm á mình gọi là placebo. Thì mình mới so sánh là trong hai nhóm đó cái phần tỷ lệ tử vong nó bao nhiêu, tỷ lệ người ta khỏi bệnh nó bao nhiêu, thì mới biết là cái thuốc mà mình cho nó có hiệu nghiệm hay không. Nhưng mà trong cái bài này nó không có cái placebo, nó chỉ kể là 5 người này truyền serum. Nhưng mình cũng biết là tại người ta có bao nhiêu người người ta truyền mà không có kết quả, người ta chỉ chọn 5 người này người ta giải thích, thì người ta kể chuyện cho mình thì mình xong mình biết được. Cho nên ở Mỹ đó, cái kỹ thuật này thì không mình không có trong y khoa người ta không có phải là đây phải là mới mẻ mà lạ lùng, nhưng mà mình phải biết là có hiệu quả hay không, và ai là những người mình nên làm, và nó có trục trặc gì không. Thì bây giờ thì những cái cơ quan y tế lớn người ta bắt đầu kêu gọi và là làm những cái thử nghiệm này, và cho những người ở ở ở New York chẳng hạn, Mount Sinai bây giờ đang đang
bắt đầu mở Dạ. trial để tìm tìm hiểu thêm về cái kỹ thuật này trong cái việc cứu chữa của COVID-19. Thưa bác sĩ, những người đã bị nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh rồi, thì họ có khả năng tái nhiễm lại một lần nữa không, thưa bác sĩ? Dạ. Cái này thì người ta chưa có biết hoàn toàn 100%. Nhưng mà theo những cái chuyên môn tài giỏi nhất mà những người mà hiểu biết nhiều nhất về những cái chuyện này ở ở trong giới y học Hoa Kỳ đó thì người ta nghĩ là không. Tại vì sao người ta nghĩ như vậy? Tại người ta dựa theo ví dụ như 2002, 2003 cái SARS số 1 đó thì những người bị SARS số 1 bị rồi mà đã có chất kháng thể trong người mình rồi người ta không bị lại lần thứ hai, và người ta biết là cái chất kháng thể trong người mình khi mình bị COVID-19 đó thì người mình sẽ làm cái chất kháng thể nó sẽ lên và sẽ peak, nghĩa là lên cao nhất trong vòng cỡ chừng 1-2 tháng. Và theo cái kinh nghiệm của cái SARS số 1 đó thì người mình nó giữ được cái chất kháng thể nó tới 2-3 năm lận, cho nên mình chưa biết chắc được tại vì mình chưa có làm thử nghiệm, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của SARS số 1 đó thì khi mình bị rồi mình sẽ không bị lần thứ hai. Cho nên những người nào mà đã bị nhiễm rồi mà đã hết rồi thì đó cũng là một cái đáng đáng mừng cho những người đã bị mà đã có những cái symptom nhẹ, phải không thưa bác sĩ? Dạ, cái điều này nó rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất là trong giới y khoa, nếu như mà những bác sĩ, những y tá mà khi mà mình đã bị nhiễm trùng mà có thể là bị nhẹ, mình khỏi bệnh rồi đó, mình có chất kháng thể thì khi ví dụ như tới tháng 8, tháng 9 mà cái COVID-19 nó chưa có qua qua khỏi hết mùa dịch được mà nó vẫn còn tồn tại á, thì khi mình đã thử nghiệm được, mình biết là những ai đã nhiễm trùng rồi và đã có chất kháng thể rồi trong giới y khoa thì những người đó sẽ chăm sóc cho những người bằng COVID-19 mà không đỡ biết đỡ cái bị lo là mình sẽ bị nhiễm trùng. Hay Điều thứ quá. nhất là trong 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 giới y khoa, và điều thứ hai nữa là khi mà mình biết như vậy rồi thì những người đó có thể hiến máu, hiến không đây không phải là hiến máu mà hiến serum để người ta dùng cái serum đó cho người bị bệnh. Và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là cũng quan trọng không biết là hơn hay không, như trong trong lĩnh vực kinh tế, khi mà mình biết là mình không, không mình đã bị rồi, mình có cái kháng thể rồi thì có thể là người ta cho mình đi làm lại, cho mình tiếp xúc với công cộng thì bắt đầu trả lại cho bình thường, cho cái nguồn kinh tế cho những người đã có chất kháng thể rồi. Nhưng cái chuyện đó rất là quan trọng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa bác sĩ, nói tóm lại thì ngay tại thời điểm này, với cái sự nghiên cứu của các nhà chuyên viên hiện nay, thì chúng ta đã có những cách chữa trị gì cho những bệnh nhân COVID-19 thưa bác sĩ, giống như là dùng thuốc hay là như thế nào chưa, hay vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm? Và cái quan trọng thứ nhất quan trọng nhất trong những cái cách chữa trị đó thì dĩ nhiên là ai cũng muốn là mình có cái thuốc mà diệt được cái con siêu vi khuẩn này ngay tại chỗ và mọi người sẽ khỏi bệnh, là cái chuyện ai cũng muốn. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì là mình muốn là mình có một cái vaccine, một vaccine đó để cho ngừa bệnh. Nhưng mà cả hai cái chuyện này đó nó chưa có hoàn toàn biết được, nghĩa là hiện bây giờ có cả trăm, có thể là mấy trăm cái clinical trial nó đang 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 tìm hỏi về những cái thuốc nào để chữa trị cho cái bệnh COVID-19 này được, và cả hàng chục, cả 20-30 cái vaccine nó đang 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 được trial, và cái phase 1 đã bắt đầu rồi.
Nhưng mà cả hai chưa có hy vọng là sẽ có trong tương lai gần đây, có thể là một vài tháng nữa. Ví dụ như trial của remdesivir trong tháng 4 này sẽ có kết quả, và trial của vaccine thì phải 1 năm hay là 18 tháng mới có kết quả. Nhưng mà cả khía cạnh thứ ba nó quan trọng hơn nữa là làm thế nào để mình support, nghĩa là mình chữa trị, giữ cái bệnh nhân cho nó qua khỏi cái khúc mà hiểm nghèo, thì lúc đó người ta sẽ bình phục trở lại. Thì cái chuyện đó thì những cái cơ quan y tế, những bệnh viện ở Mỹ rất là người ta đã thông thạo cái chuyện này, nhất là những cái intensive care unit. À, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của bác sĩ Lưu Quốc Bảo, bác sĩ chuyên khoa về phổi và đường hô hấp tại San Diego. Thưa bác sĩ Bảo, như vậy thì ngay tại thời điểm này, tình hình của dịch bệnh COVID-19 của tiểu bang California của chúng ta như thế nào bác sĩ? Có đáng khả quan hay không? Và trong những tuần lễ sắp tới thì mọi người cần làm thêm cái điều gì nữa để giữ cho sự lây lan không có lan truyền nhiều, thưa bác sĩ? Dạ, nếu như mà mình coi tin tức của thế giới hoặc tin tức của Hoa Kỳ thì mình thấy sẽ rất là bi quan, tại vì cái trường 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 hợp ở New York chẳng hạn, nhưng mà mặc dù New York tuần này nó đỡ hơn là tuần trước, nhưng mà số người nó vẫn là rất là cao. Thì thay vì mình nói tổng quát cả nước Mỹ thì mình nói ở địa địa hạt ở California, ở tiểu bang California, và quan trọng là ở San Diego chẳng hạn. Như tuần Dạ trước dạ mình báo á, là tuần trước mình báo là cuối tới ngày 31 tháng 3 đó, cái số tổng tổng cộng những người bị dương tính trong khi mình thử COVID-19 ở San Diego là 804 người. Nhưng tới hôm nay á, là tổng cộng tới ngày mùng 5 tháng 4 đó, là ngày cách đây 2 ngày đó, cái kết quả nó mới vừa là nó cập nhật nhất á, nó đã lên cao hơn tuần trước, nghĩa là bây giờ là 1.404 người bị dương tính. Nhưng mà cái quan trọng hơn á là tuần này so với tuần trước là bao nhiêu case là gọi là mới, những cái ca mới đó, thì ngày mùng 5 tháng 4 đó là chỉ có 78 ca mới, trong khi tuần trước đó, khi mình báo tin đó là có 115 ca mới. Nghĩa là cái số tỷ lệ mà cái ca mới từ ngày qua ngày đó nó thấp xuống một chút xíu, nhưng mà cái số dương tính đó, tổng tổng cộng những cái tổng qua hết tổng hết đó, nó vẫn còn lên cao. Theo dự tính của những cái người người ta làm model đó, người ta làm dự đoán, thì cho tới ngày chừng 15 tháng 4 sẽ là ngày peak, ngày cao nhất của California. Cho nên bữa nay mới là 10 mùng 7 không chị, 17 hay là mùng Dạ vâng. hôm nay là mùng 7 tháng 4. Hôm nay mùng 7 tháng 4 thì mình đã thấy kết quả là những cái chuyện của quần chúng đã làm, như là ở nhà rửa tay, cô lập, và cái điều mới nữa là phải ra ngoài đường thì nên mang khẩu trang. Thì nếu như mọi người tiếp tục làm những chuyện như vậy đó thì có thể là trong 1 tuần 2 tuần tới thì nó vẫn mang được kết quả tốt hơn nữa, là cái số người dương tính nó sẽ thấp dần, và cái số ca mới từng ngày qua ngày nó sẽ thấp bớt, và cái số người bị bệnh nó phải nhập bệnh nó lại lại càng thấp hơn nữa. Đó là một điều rất là đáng mừng. Và thưa bác sĩ, như vậy thì mọi người giờ của chúng ta tại California cũng như là tại San Diego tiếp tục ở nhà giống như là bác sĩ vừa mới nhắc, rửa tay thường xuyên và không có ra ngoài để chúng ta giữ cái mức độ nó như vậy. Thì có như vậy thì cái sự giảm thiểu nó mới nhanh, phải không thưa bác sĩ? Dạ, mình nên ngay cả cái chuyện như là đi đi chợ chẳng hạn, thì ví dụ như hồi chưa có dịch thì mình có khi mình đi chợ 2 3 ngày liền lần, nhưng mà trong cái, nhưng bây giờ thì mình nên
tối thiểu giảm bớt lại những cái chuyện đó, ngay cả khi mình nên đi chợ một 2 3 tuần mình đi một lần thì nó vẫn tốt hơn. Và khi mình ra chợ thì mình nhớ phải mang khẩu trang vải và Dạ. cách cách xa nhau ít nhất là 2 mét. À, cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bác sĩ Bảo chia sẻ với chúng ta những cái tin cập nhật mới rất là đáng khích lệ. Mặc dù chúng ta vẫn còn đang đối diện với sự hoành hành của COVID-19. Bác sĩ Bảo có muốn chia sẻ gì trước khi chúng ta chia tay cho phần nói chuyện ngày hôm nay không, thưa bác sĩ? Mình thấy một điều mình nên nhắc cho quần chúng cộng đồng mình là mình thấy những người đi chợ, người hay là ngay nhân viên ở chợ hoặc người ta đi chợ, người ta hay mang găng tay bao cao su đó, thì cái điều này không có tốt. Nghĩa là khi mình mang găng tay đó thì mình sẽ đụng vào, ví dụ như mình vừa ra khỏi xe, mình mang găng tay vào, mình đi vào chợ, mình đụng vô cái thành thành cái xe đẩy đó, thì trên cái găng tay mình đã dính, có thể là vi khuẩn, có thể là vi trùng, có thể là siêu vi khuẩn, có thể là virus chẳng hạn, bất cứ cái gì. Xong mình đẩy xe trong chợ, xong mình lấy mình cái tay mình vẫn còn mang găng tay, mình tới mình đụng hàng, mình lấy đồ mình bỏ lên xe, là mình đã chuyển những cái con siêu vi khuẩn từ trên cái xe lên cái hàng hóa mình mua, mình bỏ vào trong trong xe mình đem ra ngoài. Là đeo găng tay như vậy nó không có tốt. Cái tốt nhất á, là mình rửa tay. Khi mình đụng với cái bất cứ chuyện gì rồi mình phải rửa tay. Khi mình về nhà mình rửa tay liền chẳng hạn, hoặc là nếu mình không có rửa tay được á thì mình đem theo trong xe mình cái gel mà alcohol để mà khử trùng đó, mình rửa tay liền. Và những cái nhân viên trong chợ người ta làm, người ta mang tay, người ta cũng không có vệ sinh. Là người ta mang găng tay, người ta lấy tiền của mình, đụng cái tiền mình trong trong cái găng tay, xong rồi người ta vẫn giữ nguyên găng tay đó, người ta chuyển hàng hóa của mình vô trong cái xe của mình, là người ta đã truyền bao nhiêu từ người này qua người khác, từ cái vật này qua vật khác. Nhưng mang găng tay như vậy á, nó không có bảo đảm an toàn, nhưng mà nó sẽ đem ra những cái chuyện có thể là lây gây bệnh thêm hơn nữa, chứ không có bảo vệ cho mình. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng những thông tin mà bác sĩ Bảo vừa mới chia sẻ với chúng ta sẽ giúp cho chúng ta, tất cả cộng đồng sẽ có nhiều thêm thông tin hơn để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này, một mối đe dọa cho toàn cầu. Cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều. Cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Xin cảm ơn chị và xin gặp chị có thể là tuần sau.